Thời tiết thay đổi, cơ thể của chúng ta không thích nghi kịp. Đặc biệt là đối với những người bị bệnh viêm xoang, thì thường xuyên chúng ta khổ sở với cái căn bệnh này. Mỗi khi thời tiết thay đổi, trong ngày hôm nay, bằng nguyên liệu lá nốt này, thảo dược xanh số 1 Zindu, nam dược Trần Gia, sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để chúng ta làm ra một bài thuốc viêm xoang đơn giản nhất từ cây lá nốt, mà hiệu quả lại cao nhất. Mọi người chỉ cần sử dụng 3 lần thôi, đúng 3 lần trong một ngày, thì những cái triệu chứng bệnh viêm xoang của mọi người giảm gần như là tuyệt đối, nếu mọi người sử dụng đúng cách theo những gì mà tôi chia sẻ sau đây. Chúng tôi đảm bảo mọi người cái hiệu quả luôn ở cái mức cao nhất. Rồi, vậy thì nguyên liệu lá nốt này thì hầu như mọi người đều biết. Cây lá nốt này thì chúng ta sử dụng gần như toàn bộ luôn lá, thân, rễ và kể cả những cái trái của cây lá nốt nha mọi người. Cái trái này chúng ta sử dụng ngâm rượu thì cũng rất là tốt. Nhưng trong bài chia sẻ của ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ cho mọi người biết để dùng bộ phận nào của cây lá nốt trị bệnh viêm xoang. Trong bài thuốc này chúng ta sử dụng những cái phần non này mọi người. Đấy, chỉ có phần trên ngọn thôi nha. Nếu như mọi người bị triệu chứng sau đây thì sẽ sử dụng bị cảm mạo. Nhưng sau một thời gian mọi người điều trị bằng thuốc Tây cũng được, mà là thuốc Đông y cũng được, hoặc cơ thể của mọi người tự đề ra những kháng thể giúp mọi người khỏi bệnh, nhưng triệu chứng còn lại của mọi người như là sổ mũi rất là nhiều và gây cho mọi người hắt xì, như vậy rất là khó khăn trong công việc thường ngày của mọi người. Hoặc mỗi khi thời tiết thay đổi, những người bị bệnh viêm xoang thường xuyên bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, nhưng cái triệu chứng kèm theo thì sẽ đau ở cái phần óc của mọi người, phần óc, phần sau gáy của mọi người và cái phần trán trên, chỗ chẳng mày của mọi người. Đó là biểu hiện của những người bị bệnh viêm xoang. Vậy những người có biểu hiện này thì chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp là lá và ngọn non của cây lá nốt này, chúng ta sẽ xử lý hết được cái bệnh viêm xoang này của chúng ta. Chỉ sau một ngày sử dụng đúng 3 lần một ngày là chúng ta sẽ khỏi được bệnh viêm xoang của chúng ta. Chia sẻ như vậy thì nhanh quá có phải không mọi người? Nhưng đối với mỗi một cái bệnh ấy, thì nó sẽ có cái thời gian ủ bệnh rất là lâu. Nhưng mà chỉ sử dụng 3 lần một ngày mà khỏi được cái bệnh viêm xoang thì quả thật là tuyệt vời phải không? Nhưng ở đây chúng tôi xin nói lại chính xác là đúng một ngày sử dụng 3 lần là các triệu chứng của bệnh viêm xoang sẽ không còn nữa. Nhưng để trị dứt điểm cái bệnh viêm xoang này dứt điểm thì phải dùng từ 5 đến 7 ngày và mỗi ngày sử dụng 3 lần. Sử dụng cho tôi 3 lần một ngày, từ 5 đến 7 ngày. Còn các cái triệu chứng của bệnh viêm xoang thì đúng 3 lần trong một ngày. Những cái hiện tượng như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt xì thì là khỏi hoàn toàn. Nếu như ai không ngoài gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đền tiền cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái cách để làm cái bài thuốc trị bệnh viêm xoang này nhé mọi người. Thông thường thì những cái triệu chứng như sổ mũi, nghẹt mũi, hắt xì thì đau ở cái phần gáy, vai gáy và đau ở cái phần trên chằng mày của mọi người, thì mọi người sẽ dùng cho tôi cái phần ngọn non của cây lá nốt này. Mọi người hái cho tôi một lắm. Sau khi hái được một lắm rồi, mọi người sẽ đem đi ngâm nước muối loãng, rửa sạch sẽ để chúng ta làm bài thuốc. Mọi người lưu ý là vệ sinh phải thật sạch sẽ. Nhớ là ngâm nước muối loãng khoảng 5 đến 10 phút để rửa cho sạch sẽ. Sau đó cho vào lồi. Tuyệt đối không được dùng vào lồi nhôm. Tất cả các bài thuốc của chúng ta không được dùng bằng lồi nhôm nhé mọi người. Sau khi đã rửa sạch sẽ dược liệu của chúng ta rồi, mọi người hãy vò lát ra đi. Vò lát ra đi xong rồi để vào nồi thuốc để chúng ta sắc và cho vào 3 chén nước, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn một xíu. Rồi sau đó mọi người bật bếp, mọi người nấu để sôi từ 5 đến 10 phút.
bắt đầu thời điểm sôi đến thời điểm tắt bếp là khoảng từ 5 đến 10 phút để cho cái tinh chất của lá lốt này nó ra cho nó thấm, nó điều hòa tất cả trong cái nước thuốc của chúng ta. Vậy trong bài thuốc này mọi người chú ý khi làm bài thuốc này này, mọi người chú ý cho tôi này, vào trong cái nồi nấu thuốc người ta mọi người bổ sung cho tôi 2 3 lát gừng mỏng thôi. Cái gừng tươi, gừng mà chúng ta hay làm nước chấm ấy, hay ăn hàng ngày đó. Đấy, gừng tươi và lá nốt một nắm, 2 3 lát gừng tươi cộng với một nắm lá lốt sạch để cùng trong ngâm thuốc sắc. Khi nó sôi 5 đến 7 phút mọi người tắt bếp, mọi người đừng có mở vung ra nhé. Mọi người để đó, mọi người chuẩn bị cho tôi một cái màn, một cái chăn của chúng ta đấy, trùm kín người chúng ta luôn, trùm kín người chúng ta luôn. Sau khi tắt bếp rồi, mọi người nhấc nồi thuốc xuống, mọi người dùng cái màn hay là cái chăn ấy, nó chính là cái chăn ấy. Đấy, mình ngồi trước cái nồi xong xuôi, sau đó mình dùng cái chăn mình trùm toàn thân chúng ta lại. Chúng ta để cái phần mặt của chúng ta ấy, phần mặt của chúng ta để ngay chỗ cái miệng nồi. Có nghĩa là cách miệng nồi khoảng chừng 40 cm. Đó. Khi đó mọi người sẽ mở cái nắp bung từ từ ra. Thì trong quá trình chúng ta làm ấy, chúng ta không thể động trực tiếp vào cái lồi được, bởi vì cái lồi rất là lắm. Thì chúng ta có thể dùng một cái thìa hoặc là cái đũa. Mọi người mở cái nắp nồi ra, mọi người mở từ từ thôi để cho cái hơi nó bay lên. Đó, để cho hơi ở dưới cái nồi nó bốc lên. Và mọi người phải kiểm soát, thứ nhất là nhiệt độ của nồi tỏa ra phải phù hợp với da mặt của chúng ta. Thứ hai là cái mũi của chúng ta phải hướng về lượng hơi từ dưới nồi nó bốc lên. Như thế chúng ta cứ hít cái lượng hơi này, chúng ta gọi là xông mũi, chúng ta gọi là xông mũi của chúng ta đó. Như vậy thì mọi người cứ từ từ giở cái nồi, cái nắp vung cứ kéo ra từ 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 từ, từ. Như thế cái lượng hơi nó sẽ bốc lên. Ví dụ như cái lượng hơi nó còn mạnh ấy, thì mọi người cho một cái lỗ nhỏ, là mọi người mở cái lắp lắp nồi nó nhỏ thôi. Đấy, khi mà nó nguội rồi thì mọi người kéo hẳn nó ra luôn, kéo hẳn nó bốc nắp vung nồi ra luôn. Mọi người dùng cái đũa cái thìa đảo phần lá lốt và gừng ở trong nồi lên để cho hơi nó bốc lên hết. Vậy thì cái phần mũi và phần mặt của chúng ta nó sẽ là nơi để hơi nước bốc lên chính xác nhất, trực tiếp nhất, nhưng phải kiểm soát được nhiệt độ để tránh trường hợp sẽ bị bỏng mặt. Đó, mọi người phải lưu ý. Cái bài thuốc này thông thường chúng ta xông hơi như vậy trong vòng từ 25 đến 30 phút thì cái lượng hơi nó sẽ hết thôi. Sau mỗi lần mọi người dùng ấy, thì mọi người cố gắng làm như vậy cho tôi khoảng tối đa là 30 phút, còn nhanh thì 20 phút. Đó, vậy trong vòng một ngày mọi người làm bài thuốc này 3 lần. Tôi xin hứa với mọi người luôn, nếu mọi người nào còn sổ mũi, ngạt mũi hay các cái triệu chứng liên quan, ví dụ như đau ở vai gáy, đau ở phần trán còn ấy, tôi đền cho. Đó, bài thuốc này hiệu quả đối với mọi người bị bệnh viêm xoang mà thường xuyên bị khổ sở đối với thời tiết hay thay đổi, hoặc thời tiết thay đổi đó là một cực hình đối với mọi người bị bệnh viêm xoang. Vì vậy, bài thuốc này rất là hữu ích cho mọi người trong quá trình mà chúng ta điều trị bệnh viêm xoang. Sau một ngày sử dụng, cảm giác của mọi người sẽ là rất là thoải mái. Mũi của mọi người sẽ rất là thông thoáng và không còn bị nghẹt mũi nữa. Nhưng nếu như mọi người muốn trị khỏi hẳn bệnh viêm xoang từ lá lốt này bằng biện pháp xông hơi này, mọi người sử dụng ít nhất cho tôi từ 5 đến 7 ngày, mỗi ngày 3 lần, thì như thế mọi người sẽ trị được cái bệnh viêm xoang khỏi triệt để luôn, không còn phải vướng bận gì về cái bệnh viêm xoang này nữa. Đấy, đây là một bài thuốc cực kỳ hay và tuyệt vời về cây lá lốt này mà sử dụng cái phần ngọn. Mọi người lưu ý nhớ nhé. Thì cây lá lốt nó vẫn sinh sôi lẩy lở được, nếu mà trong vườn nhà mà của chúng ta mà có mà sợ hết ấy, thì thực chất bài thuốc này giúp cho mọi người giữ lại được cả giống lá lốt luôn, đúng không mọi người? Rồi, vừa rồi Thảo Dược Xanh số 1 Dindo Nam Dược Trần Gia muốn chia sẻ cho mọi người ở trong bài chia sẻ này đầy đủ nhất lắm rồi. Đấy, đầy đủ lắm rồi. Rất mong mọi người sẽ sử dụng bài thuốc này có hiệu quả. Nếu ai có hiệu quả xin hãy bình luận hoặc gọi điện đến 0839 363 777 để báo cho chúng tôi biết rằng là đã khỏi hoặc không khỏi cũng gọi đến chúng tôi đền cho các bạn. Đó, nhớ nhé, mọi người dùng đúng một ngày 3 lần là sẽ khỏi.
Còn muốn khỏe dứt điểm là dùng từ 5 đến 7 ngày, mỗi ngày 3 lần. Rồi, xin chúc tất cả mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, Thảo Dược Xanh Số 1 Sindo, 5 dược kiện ra. Xin cảm ơn. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh Số 1 Sindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.